Rồi này, chào mấy bác nha. Em có một con Echo Kirit 253. Đấy, và đặc biệt rất là mới. Mọi người coi con máy này. Và đặc biệt thêm một cái nữa thì con này có sạc luôn. Đặc biệt một cái nữa có sạc. Và những cái vết này này nó chưa tì luôn, con này chưa hề rửa nha. Vừa về luôn á. Thì chốc nữa em sẽ mọi người coi cho kỹ, được là chốt cho khỏi mất quyền lợi. Đấy, nhìn cho kỹ, bình xăng này bị bể, quá trình vận chuyển nó bị bể nha. Chứ không ai muốn nó bể, nhưng mà em có bình xăng mới, em thay vô. Đây. Đấy, bình xăng trắng đẹp. Thì con này có sạc, áo bô này, nguyên đai nguyên kiện. Máy như thế này thì nó rất là ít, nó không có nhiều đâu. Không phải là ít, nhưng mà giá nó cao. Đấy. Và em bán thì không cao, mọi người xông hàng đi. Được là em bán cho. Nhìn kỹ nhá, con này có chân cỏ cần nè. Đấy. Đẹp chưa? Từ Nhật về luôn được cái máy nó đẹp như này hiếm lắm, chứ nó không dễ không nha. Đầu bò này. Và em nói nốt, em rửa là em không rửa đầu bò đâu, nói trước. Cứ bắt rửa cả cái đầu bò nữa. Thôi ai làm mấy bãi về mọi người quật vắt nó dơ mem này. Chưa hề sức mẹ gì, bên Nhật đang phát luôn nha. Ghê không? Từ Nhật về này. Đã có rồi. Ốc ếch còn đẹp luôn. Và em nhắc nốt, mọi người đều có mắt nhìn, nên là mua là cứ phải nhìn vô nó rõ ràng rồi mua. Đấy, chứ còn em nói là việc em nói. Và cái áo này này nó có bong chóc sơ sơ, nhìn kỹ nha. Đấy, có bong một chút thôi thì cũng hạn chế tối đa nó bị bong chóc phần đó. Và nếu như con này mà nổ lên thì chắc là sướng lắm. Thì em cũng nói rõ cho mọi người nghe như thế này, mọi người nghe được không? Thì những con như thế này á thì khỏi chê đi, thật sự luôn á, để mà xài hộ gia đình, mà đặc biệt là đi gặt lúa thì nó gần như là nó vô đối luôn. Thật sự nếu như mà về mà đi gặt lúa thì vô đối luôn. Thứ nhất là cần dài, thứ hai nhẹ, và cái thứ ba nữa dòng này nó nổi đồng cối đá lắm. Nó nổi đồng cối đá không bây giờ nó hỏng lặt vặt đâu. Và ra dịch gừ cái là làm thôi. Nó làm nó chín chín mà chín mít luôn á, chứ không có chuyện cà gừ đó. Nên mọi người coi video là phải coi cho kỹ. Cái dòng này là một dòng nồi đồng cối đá hồi giờ được mệnh danh vậy rồi. Coi cho kỹ càng, được thì hãng chốt, còn không được thì tùy. Đấy, thì nếu như mọi người mua thì em dọn cho, em dọn cho. Còn những cái vết bong vết đồ là mọi người phải thông cảm, muốn sạch sẽ thì người ta phải dọn cho, nó phải bong chóc đó là chuyện bình thường. Đấy, đẹp nha, dây dịch đây này, cho mọi người coi sợi dây dịch này, nó có xả áp nha, đây. Kéo là nó tì này, yeah. Kéo là tì lại này. Dạ, dây dịch này trắng phau luôn, yeah. Rất là trắng. Thế, nó xả áp. Con này em mà làm lo xong ấy, chỉ cần ra tay thôi nổ. Rồi thì em cũng nói cái bình xăng nó bị bể, từ Nhật về là nó bể luôn, bình xăng trắng tinh nhưng mà nó bị bể, thấy chưa? Nhìn rõ nha, chứ không ai muốn đổi cái bình xăng. Thì em có bình xăng mới đẹp, thả vô là xong, dây cui. Loại này bao đập. Rồi, ok, good, một câu cuối. Con này bên em bán giá 1 triệu tư, bao ship tận nhà cho mọi người, không kèm phụ kiện, nghe kỹ nha. Nghe kỹ rồi chốt, chứ mất công kêu mất quyền lợi. Nghe kỹ, không kèm phụ kiện, kèm đúng một sợi dây đeo là xong. Đó, được là mọi người hạng chốt, còn không được thì vui vẻ. Đấy, để mọi người khỏi mất quyền lợi. Và em nói em bao dọn là cái chế này em quăng ra luôn. Em mà mấy cái chế này em quăng ra luôn. Chứ còn đến lúc hoặc là nếu như dọn theo chế rin thì là rẻ đi 100.000, nhưng mà đừng có tiếc cái chế này, thiệt sự nó không ngon lành gì đâu. Đến nơi dịch không nổi cái la làng nữa, nên là em mấy cái chế này làm quăng ra. Đấy, nói trước khỏi mất lòng, được thì làm việc, còn không được thì đó là ở mọi người lựa chọn thôi, chứ không phải ở em. Thì nếu như em dọn mà em vô bình xăng này là một này, và lên chế ga ngang luôn thì em mới tính giá 1 triệu tư bao ship tận nhà. Rồi ok, cảm ơn mọi người đón coi video. Thì ở đâu rẻ thì mọi người mua thôi, chứ không quan trọng.
đối với canh em thì nó rõ ràng vậy đấy. Còn những cái vết xước nhỏ 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 dày thì mọi người nếu như mà về mà còn moi cả những cái này ra thì tốt nhất những anh đã đi mua máy mới đấy, nói rõ ràng nha, bởi vì em chưa rửa thì mức độ của nó cũng chỉ đến đâu thôi, chứ còn không thể nào mà cải tử hoàn sinh một con máy đang như thế này mà nó biến thành một con máy mới được. Không có cái thuốc tiên nào mà làm được vậy hết. Nếu như mà thuốc tiên mà làm được vậy thì xe máy rồi tung đã không có, người ta đã không sản xuất, người ta bán được nhiều đấy, người ta chỉ cần ra rửa vắt mới keng thì thôi chứ ai mà bán được đồ nữa. Rồi ok, rồi cảm ơn mọi người nha, mọi người coi kỹ cân đo đong đếm kỹ càng rồi hạn chốt, chứ đừng có la làng ở như này như kia, còn đâu nó chưa có một cái vết gì luôn nhưng mà rửa lên thì nó như nào thì chấp nhận như vậy. Đấy. Đây rồi, mọi người sợ đổi máy đúng không, được cho nó nhất quán cái gì ra cái đó. Đây nhớ nha, 005048 Make in Japan Echo Kirik 253N. Rồi ok, nói rõ ràng rồi đó, để khỏi phải lăn tăn nha, cho nó khỏi lăn tăn luôn đi, không lăn tăn. Còn phần chân trống thì nó về nó thiếu chân trống, nhưng mà em sẽ có chân trống cho mọi người, không phải lo. Rồi ok.